chưa thể dập tắt cháy rừng Bạch Đàn ở Quảng Bình. Theo báo tin tức, sáng 10 tháng 8, đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa ở đám cháy rừng Bạch Đàn. Các lực lượng tham gia dập lửa lên đến hàng trăm người, gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, người dân vẫn đang sử dụng các dụng cụ thô sơ và máy thổi để tích cực cứu hỏa. Hiện công tác chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn do khu vực cháy rừng nằm trên đồi cao, nước không thể đưa lên tới nơi. Bên cạnh đó, gió lớn cộng thêm thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến đám cháy ngày càng lan rộng, sức nóng tỏa ra là rất lớn. Sáng 10 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch Phan Văn Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn với các lãnh đạo chủ chốt và phòng ban liên quan để đưa ra phương án hiệu quả nhằm sớm khống chế đám cháy. Phương án làm đường băng cản lửa cũng đã được đưa ra nhằm hạn chế đám cháy lan rộng. Trước đó, vào lúc 13 giờ chiều 9 tháng 8, một đám cháy bùng phát tại rừng Bạch Đàn thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê thiệt hại diện tích rừng bị cháy, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai. Hàng trăm người chữa cháy rừng Bạch Đàn ở Quảng Bình. Thông tin từ báo tin tức cho biết, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 9 tháng 8, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ cháy rừng Bạch Đàn. Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã tham gia chữa cháy trong nhiều giờ liên tục. Ông Phan Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, đám cháy rừng vẫn chưa được dập tắt. Các lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực hạn chế đám cháy lan rộng và làm đường băng cản lửa. Khu vực xảy ra cháy rừng nằm trên đồi cao, lại có gió lớn cộng với việc cây cỏ, lá rừng trong nhiều tháng qua khô hạn nên dễ bắt lửa, càng khiến cho việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã tích cực cùng người dân thực hiện nhiều biện pháp để dập tắt vụ cháy rừng, như tạo thêm các đường băng cản lửa, phun nước, khoanh vùng cô lập đám cháy. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Quảng Trạch cũng tính tới biện pháp đốt trước có kiểm soát để ngăn cháy lan rộng nếu đám cháy không được dập tắt. Vụ cháy rừng cũng chưa xác định được nguyên nhân. Cháy lớn trong khu công nghiệp tại Bình Dương. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 4 tháng 7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Bước đầu, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan. Tuy nhiên, nhiều diện tích nhà xưởng đã bị cháy hư hỏng nặng, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng một công ty sản xuất gỗ trong khu công nghiệp thuộc thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ khoảng 22 giờ 20 tối 3 tháng 7. Theo một số nhân chứng, họ thấy lửa bùng phát và cháy lan kèm theo tiếng nổ, lửa và khói bốc cao sáng rực một góc trời. Khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy. Theo đó, nhà xưởng xảy ra vụ cháy thuộc đường D2, N2 của khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Đây là nhà xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2. Trong đó, diện tích bị cháy khoảng 2.000m2. Đây là nhà xưởng dạng kết cấu khung thép, kèo thép, mái tôn, vách tôn, chất cháy chủ yếu là gỗ, bao bì, vải. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Xin thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 17 xe chữa cháy được huy động tại chỗ và điều động từ các khu công nghiệp, các huyện thị liên kề tới hỗ trợ chữa cháy. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đám cháy đã được khống chế và sau đó được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản của vụ cháy sau đó đang được lực lượng chức năng làm rõ. Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai. Chồng tôi đi làm ngày lễ vì muốn kiếm thêm tiền cho gia đình. Sáng 1 tháng 5, ngay khi nhận tin xảy ra vụ nổ lò hơi ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam, có trụ sở tại 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Dẫn theo nguồn tin của báo Pháp Luật, thông tin 6 người tử vong tại chỗ cùng nhiều người bị thương, phải đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị vào đúng ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và gặp nạn, khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Trên đường tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lò hơi, chúng tôi đi ngang qua một dãy phòng trọ và nghe tiếng khóc phát ra từ dãy trọ công nhân. Lại gần, trước mắt chúng tôi là hình ảnh 7 nữ công nhân và người thân của các nạn nhân xấu số đang khóc nức nở vì tai họa ập xuống gia đình họ. Chị LTT, vợ của nạn nhân Lò Văn Lòn, 37 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La, nói rằng cũng vì muốn kiếm thêm chút tiền nên hôm nay, dù là ngày nghỉ lễ, nhưng chồng chị vẫn đến công ty làm việc. Tôi không tin được hôm nay,
anh đi làm và không bao giờ về với mẹ con tôi nữa. Chị T nói trong nước mắt. Ngồi bên cạnh mẹ, đứa con gái của anh Lòn, bé LTL, cũng khóc ngất, không nói được lời nào vì bố em đã ra đi quá bi thảm. Một người thân của anh Lòn kể, cách đây 3 năm, anh đưa vợ và hai con gái từ Sơn La vào Đồng Nai kiếm việc làm. Gia đình 5 người cùng làm việc cho công ty sản xuất gỗ này. Anh Lò Văn Lòn làm ở bộ phận máy bã và là một người thợ siêng năng, hiền lành. Một công nhân làm trong nhà máy chứng kiến vụ nổ cho biết, khi lò hơi phát nổ, anh Lòn đã bị sức ép của khí hơi hất văng vào tường, tử vong tại chỗ. Trao đổi với phóng viên về lý do công ty tổ chức làm việc ngày 1 tháng 5, ông Bùi Văn Hiền, một công nhân cho biết, do công ty cần đơn hàng nên vẫn yêu cầu tăng ca, làm thêm vào ngày nghỉ. Ai có khả năng thì làm, công ty trả lương gấp đôi, ông Hiền nói. Được biết, nồi hơi phát nổ là nồi hơi dạng ống nước có công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng 1 tháng 5, lò hơi này tiếp tục được vận hành và đến 8 giờ 10 phút thì nồi hơi ở xưởng bán thành phẩm của công ty phát nổ, làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai cho biết, sáng sớm 1 tháng 5, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong đó, một bệnh nhân nặng nhất đã được chuyển vào phòng mổ để cấp cứu khẩn cấp. 4 trường hợp còn lại được khẩn trương cấp cứu tại khoa cấp cứu. Sau khi nắm được thông tin có vụ tai nạn lao động làm nhiều người thương vong, bệnh viện đã bật báo động đỏ toàn viện, huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng, đặc biệt là các bác sĩ khối ngoại, hồi sức tích cực để cấp cứu cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện huy động 4 xe cứu thương để đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn để cấp cứu cho những người còn lại. Thông tin ban đầu có khoảng 30 công nhân làm việc tại khu vực xảy ra tai nạn. Bác sĩ Loan cho biết, chúng tôi huy động tất cả lực lượng cần thiết để cấp cứu cho các bệnh nhân, kể cả bảo vệ lái xe cũng được huy động với mục tiêu cao nhất là kịp thời cứu sống các bệnh nhân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ, máu để phục vụ các ca phẫu thuật. Theo báo Đồng Nai, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung đã khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Thống nhất để nắm tình hình và chỉ đạo công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, sau khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, lãnh đạo Sở Y tế đã kích hoạt báo động đỏ toàn ngành, chỉ đạo các bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đại học Y Dược Sinmat, Hoàng Mỹ Đồng Nai, Hoàng Mỹ ITO Đồng Nai để hỗ trợ xe cứu thương và nhân viên y tế đến hiện trường. Đến 11 giờ ngày 1 tháng 5, trong số 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, có 3 trường hợp đã được mổ và chuyển phòng mổ để mổ. Trong đó, nạn nhân Đỗ Xuân Thanh, 34 tuổi, bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng, xây xát da toàn thân, được chẩn đoán đa chấn thương, gãy xương sườn phải, tràn máu, tràn khí màng phổi phải, chấn thương gan độ 4, chấn thương thận. Nạn nhân Liễu Văn Tân, 33 tuổi, bị vết thương phức tạp vùng bụng, màng sườn phải, vết thương gan, theo dõi dị vật ổ bụng. Nạn nhân Dương Văn Tùng, 41 tuổi, bị vết thương phức tạp vùng đầu, theo dõi chấn thương bụng kính. Còn 2 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa cấp cứu là Hoàng Văn Kính, 46 tuổi, bị vết thương phức tạp vùng vai, liệt đám rối thần kinh cánh tay, vết thương đầu. Lê Văn Beo, 27 tuổi, bị gãy hở xương cánh tay, vết thương đầu, chấn thương thận. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đội ngũ y bác sĩ toàn ngành luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.